Nào các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với một cái bài rất là quan trọng trong cái đầu bút của chúng ta và ứng dụng để thiết kế ra một cái poster dành cho một cái thương hiệu về nước hoa. Thì để muốn làm được cái điều này thì chúng ta sẽ chọn ra một cái khổ giấy, các bạn sẽ chọn ra khổ giấy nét Ctrl N. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ chọn một cái đơn vị diện tích của chúng ta, đó là một chiều là 603 và một chiều là 1200. Mọi người có thể tích vào đó. 603 và 1200 để nó theo chiều dọc cho các bạn. Ok. Thì lúc này mình sẽ gõ vào đây là 603 và một chiều là mình sẽ để là 1200. Mọi người nhìn này chưa? Độ phân giải thì mình sẽ để là 150 độ phân giải và đơn vị là pixel. Rồi RGB về 8 bit, mình kiểm tra lại tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng này và mình bắt đầu tạo. Sau khi đã làm xong cái này thì mình sẽ chọn một cái tông màu, nó là màu xanh đậm, mình sẽ chọn màu xanh đậm. Đó, chọn màu xanh đậm luôn. Đổ màu bằng lệnh là Anden. Các bạn nhìn thấy màu đậm chưa? Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó thì mình sẽ để một cái background lên trên nó bằng cách như nào? Thì đây, các background tại Ctrl O. Và mình sẽ chọn đến một cái ổ E, chọn vào phần Photoshop, chọn vào phần giáo trình. Mình sẽ chọn vào bài tập, mình sẽ chọn vào nước hoa và tất nhiên mình sẽ chọn một cái hình bông hoa cho các bạn dễ nhìn. Nhìn em ạ. Màu rất đẹp, Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép mà tắt nó đi. Lúc này mình sẽ ấn vào Ctrl V thì cái hình của mình sẽ nằm ở đây. Ctrl T thì mình sẽ thu nhỏ cái đối tượng này xuống và rất là đơn giản là đây, nó sẽ được nhảy. Mình thấy rằng là cái nền của nó thì nó không đậm bằng cái hình ảnh của tôi nên là bắt buộc tôi phải chọn cái nền này đúng theo cái màu tiêu chí là y ngắn chỉ vào thẳng vị trí này để cho nó đậm màu. Các bạn nhìn thấy thế này chưa? Nào, cách đầu tiên là chúng ta sẽ làm cho cái tấm ảnh này chìm vào nền. Bước 1, chúng ta chọn vào cái hình đó. Bước 2, chúng ta chọn vào mặt nạ. Nhìn mặt nạ chưa? Bước 3, dùng gradient là đen trắng. Các bạn sẽ dùng gradient đen trắng và chọn một cái đen trắng như bình thường. Đấy. Thì màu đen tượng trưng cho việc là mất hình, màu trắng tượng trưng cho việc giữ lại hình và màu ghi tượng trưng cho việc là làm mờ cái hình đó thôi. Nên mình sẽ kéo trên xuống dưới với tỷ lệ nhảy. Thì các bạn có thấy nó chìm vào nền đúng không? Rồi, sau khi đã làm trong chìm vào nền xong thì bây giờ mình sẽ tìm đến một cái nhân vật cho các bạn. Đó, thì đây, cái nhân vật của mình nó sẽ là cái này. Mình sẽ chọn một cái cô gái. Đây, cô gái của mình đây. Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt nó đi. Chúng ta sẽ ấn vào đây là Ctrl V thì cái cô gái nó sẽ được nhảy. Và chúng ta cũng nên cân nhắc là chúng ta sẽ để đâu để cho nó phù hợp. Đây, mình sẽ để tầm nhảy. Các bạn nhìn này chưa? Để cao tầm này. Đó. Thì cách nha các bạn nhìn này, đầu tiên nếu mà tôi để cái hình ảnh nó ở dưới nha, ví dụ như là trong trường này mà tôi dùng hòa trộn, các bạn nhìn này, tôi sẽ cho cái lớp này nằm xuống dưới một layer nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đối tượng của hoa tôi sẽ chiếm lĩnh vào cái phần đầu của cô gái đúng không, như này đúng không ạ? Thì bạn nhìn này, tôi sẽ nhân bản nhá. Sau khi đã làm xong phần này thì cái bông hoa của chúng ta là cái nền này, nó đang chuyển lên phần nền, cái cô gái đang dưới nó nên là đoạn này nó sẽ nhìn được, còn phần dưới trên không nhìn được bởi vì phần trên đã bị che nhá. Lúc này tôi nhân bản cô gái làm hai, Ctrl Z, nguyên tắc hòa trộn Ctrl Z. Chúng ta cho lên trên toàn bộ tất cả những đối tượng đó thì các bạn sẽ nhìn lên trên cùng chưa? Lúc này tôi sử dụng một chiêu tiêu chí rất là hay, đó là tôi sẽ chọn một biểu tượng là sổ xuống, tôi chọn vào làm hòa trộn là làm sáng ảnh. Làm sáng ảnh thì có phải màu tối triệt tiêu không? Thì các bạn có đồng ý tôi là nếu triệt tiêu thì cái chỗ vai này có phải là thủng ra thì nhìn được cái background nó hoa hồng không ạ? Những chỗ khe này có phải là background là phải nhìn được hoa hồng không ạ? Nhìn này các bạn sẽ nhìn tiếp rồi. Các bạn có nhìn thấy hoa tôi chưa? Ok, hiểu cái này chưa đã? Alo? Vâng. Rồi, sau khi mà mọi người đã hiểu được bản chất của đối tượng đó thì chúng ta sẽ có một cái bài toán là bây giờ nếu mà tôi làm cái mặt nạ ở phần phía trên mà tôi tô cho nó mất những phần này thì có phải nó lộ ra hình này rõ ràng không ạ?
Thì tất nhiên là các bạn nhìn này, tôi sẽ tạo ra một mặt nạ. Cái mặt nạ này nếu tôi dùng cái bút màu đen nha, cái này các bạn để ý này, tôi dùng cái đầu bút màu đen. Đây cái bút màu đen này và cái đầu bút tôi to ra một tí. Được chưa? Nếu tôi dùng màu đen tôi tô vào đâu thì có phải là cái hình nó bị thủng đi không ạ? Đây, tôi sẽ tắt bỏ cho các bạn xem gì này. Nha, tôi tắt bỏ cái này đây, tôi tô cái này nhá. Ví dụ tôi tô vào đây chẳng hạn như này. Thì các bạn nó bị thủng không ạ? Nhìn này chưa? Rồi ạ. Thủng thì có phải là nó sẽ lộ ra nó nhìn được cái hình ở dưới này như này không ạ? Vâng. Nhá, ok, anh cần xem lại. Bắt đầu tôi làm cho bạn xem này. Tôi bật cái này lên, bật cái này lên. Bắt đầu làm này. Ví dụ trong trường này thì đây là cảnh đầu tiên của tôi muốn rằng cái hoa hồng nó không được lấn vào mặt cô gái nhé. Tôi sẽ xoa bằng cái gì? Tôi sẽ xoa vào vị trí mặt nạ của cô gái này và tôi tô, đúng không? Các bạn đồng ý tôi không? Nếu tôi tô nhầy thì có phải là cái cô gái nó sẽ làm sao? Nó sẽ thủng đi và nó sẽ nhìn thấy cái bông hoa của chúng ta. Đây, vậy thì bạn muốn bông hoa rõ nào thì bạn sẽ tô vào lấy cho tôi. Được chưa? Ví dụ tôi tô nhầy này, bạn sẽ nhìn thấy bông hoa rõ chưa? Có nhìn thấy không ạ? Alo? Có. Rồi, phần thứ hai nhá. Ví dụ bây giờ tôi lại tắt bỏ cái này đi. Tôi tắt bỏ cô gái đi. Bây giờ tôi sẽ làm mặt nạ cho chính cái bông hoa này. Vậy thì nếu mà tôi tô cái bông hoa, ví dụ tôi tô thủng cái bông hoa này nhá, tôi tô này, dùng bút đen tôi tô này, thì có phải lộ ra mặt cô gái không ạ? Vâng ạ. Bởi vì là thủng cái nền này thì có phải nhìn thấy không này không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi ạ. Rồi, ăn can rét lại. Tiếp nhá, bây giờ bật cả hai lên. Bây giờ chúng ta sẽ nguyên tắc này. Bây giờ bạn là thế em muốn rằng cái này nó phải chìm vào nền và để em nhìn thấy cái gương mặt cô gái, vậy thì có phải là các bạn sẽ tô cái này không? Đúng chưa? Tô thủng cái này thì có phải nhìn thấy cái ảnh cô gái dưới không ạ? Nhìn này các bạn nhìn này, tôi sẽ tích vào đây và tôi tô nhảy. Có nhìn thấy ngay không ạ? Hiểu cái này chưa? Nhìn này không ạ? Nhưng các bạn sẽ thấy là khi tô nhảy nó bị sáng, nó bị rất là sáng. Các bạn nhìn nó bị sáng ạ, rất là bị sáng. Nên chính trường hợp là ví dụ như này thì tôi sẽ phải xử lý thêm một cái công đoạn nữa cho các bạn dễ nhìn hơn. Ví dụ như này, cái đối tượng layer của tôi đang dọn vào giá trị Nighten nha. Nighten này làm gì? À, làm nọc sáng, nhưng mà chỉ là nọc sáng thôi chứ không phải là làm cho cả phát sáng cái đối tượng dưới nữa. Thì bạn nhìn này, tôi tích vào biểu tượng ở đây và bắt đầu tô này, các bạn nhìn này, tôi tô này thì phần tay của tôi sẽ phải rõ ra. Phần tóc chỗ này tôi không muốn là nó phải vào cái phần tóc của tôi nữa. Ok, tôi tích vào đây. Ok, chỗ này tôi sẽ đi qua phần lưng cô gái và tôi để nguyên nhảy. À, mọi người có nhìn thấy cái hình tôi đang làm không? Xong chưa? Vâng ạ. Rồi, tiếp theo, tôi tích vào đây để tôi sẽ làm chìm em vào nền. Cái này thì tôi sẽ cho cái đầu bút nó to lên. Ví dụ tôi cho đầu bút nó to lên. Ok. Tôi sẽ tô cái này vào đây. Bạn nhìn này, tôi tô cái vị trí này tô đi thì sẽ nhìn thấy cái phần phía dưới. Đó, các bạn thấy nó chậm lại chưa? Rồi, phần tay này thì tôi sẽ chọn ở đây. À, sau khi đã làm xong tiêu chí này thì tôi cái phần cánh tay của cái người thật chính là cạnh dưới cùng này nó phải trở chìm vào nền, nên bắt buộc tôi sẽ dùng cái công cụ nó mặt nạ và dùng gradient để đen trắng để bạn sẽ kéo từ trên xuống dưới nhảy. Mọi người có thấy là nó sẽ chìm vào nền nhảy không ạ? Hiểu cách làm chưa? Ok. À, sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ tất cả những đối tượng mà chúng ta mong muốn thì bắt đầu chúng ta sẽ liên quan đến một cái việc nữa là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O và chúng ta chọn đến một cái chai nước hoa. Đó. Nào, các bạn nhớ một điều rằng cái chai này thì bạn nên dùng cái công cụ Photoshop và cắt nó bằng công cụ pen một cách chuẩn xác để bằng pen và tích vào đây một điểm này. Giữ shift là bạn sẽ theo đường thẳng chọn đây này, tích vào đây một điểm. Ok, tôi sẽ kéo ở đây. Hôm trước đã dạy cho các bạn về cái cách thức làm cho mỹ phẩm rồi thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục lên mỹ phẩm tiếp. Ok. À, chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta sẽ tích vào đây. Chúng ta sẽ tích vào đây điểm giữa của đối tượng. Chúng ta sẽ bẻ cong vào đây một tí. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm, chúng ta tích vào đây một điểm. Đó. Đấy, đủ chính xác. Tiếp theo chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm, chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Đấy, chúng ta sẽ làm rất là nhanh thôi. Đây là mình làm cho các bạn là mình sẽ đi từng bước một và giải thích từng tí một để cho các bạn hiểu về bản chất của nó thì như này. Tiếp theo bạn sẽ chọn vào đây, bạn kéo đây cho tôi. Kéo vào đây,
Ok, cái đoạn mặt nạ là mọi người hiểu chưa nhá? Rồi ạ. Rồi tiếp tục nhá, đến đoạn pen này chắc là mọi người biết chứ. Alo? Vâng ạ. Rồi kéo xuống phần phía dưới thì bạn sẽ nhìn này, tích vào đây một điểm, tích vào đây một điểm. Ok, sau khi đã làm xong thì tôi ấn vào Ctrl Enter. Và lúc này chúng ta sẽ có một giải pháp là Ctrl X, là cắt cái đối tượng của cái hình ảnh đó ra, tắt bỏ đi. Và sang với file thiết kế thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl V. Bạn nhìn thấy cái hình này, tôi cho lên trên tất cả, cái chai này phải lên trên. Và Ctrl T tôi thu nhỏ lại. Đó, mọi người sẽ cho cái hình ảnh chai nó sẽ như này cả. Ok. À, tiếp theo thì sau khi mà tôi đã có cái chai rồi, cái hình thì tôi thấy là hơi to quá thì tôi sẽ chọn cái hình này, hình ảnh của cô gái này. Giữ Ctrl là chọn hình ảnh cô gái và tôi ấn vào Ctrl T rồi thu nhỏ cái hình ảnh tổng quan cô gái lại. Mọi người có thấy là nhỏ lại chưa? Để làm gì? Để chúng ta đẩy lên trên một tí nữa. Để làm gì? Để chúng ta cho cái diện tích của chúng ta nó sẽ có cái đất để chúng ta thở được. Thì chính là cái này. Ok, chúng ta sẽ chọn ở V và chúng ta đẩy sang đây một tí. Rồi, tiếp theo, cái chai này tôi sẽ đẩy lên đây. Rồi, bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể chúng ta sẽ làm cho cái chai này thủng ra. Thì các bạn nhìn này, cách làm cho lọc thủng của chai. Cách này được áp dụng cho toàn bộ những hệ thống của chai nước, van các kiểu. Thì bước 1, bạn sẽ chọn vào hình. Bước 2, bạn sẽ chọn vào kênh mặt nạ. Đây ạ. Mọi người nhìn này chưa? Ghi được đoạn này chưa nhỉ? Bước 1 chọn vào hình, bước 2 chọn vào kênh mặt nạ. Alo, mọi người ghi được cái này chưa nhỉ? Rồi ạ. Rồi, bước 3 mình sẽ chọn các tông màu làm sao cho phù hợp. Ví dụ tôi tích vào đây, cái sắc độ nào tốt nhất thì mình sẽ chọn. Mọi người nhìn này chưa? Cái này sáng quá. Cái này vừa phải. Đó, thì mọi người thấy là cái nào nó tốt nhất thì mọi người sẽ chọn nhé. Thì mình sẽ chọn cái kênh Cream, nhìn thấy kênh Cream chưa? Để muốn chọn được cái sắc độ sáng tối trên kênh màu xanh này thì chúng ta giữ phím Ctrl, Ctrl và tích thẳng vào cái layer đó. Các bạn nhìn thấy tích thẳng vào đây. Nhìn thấy tôi chọn được cái này chưa? Giữ Ctrl tích thẳng vào cái ô thu nhỏ này, nhìn chưa? Và lúc này sau khi làm xong thì bạn trở về cái kênh RGB giúp tôi. Và không phải thực hiện trên toàn bộ cái kênh màu này đâu, mà thực hiện trên chỉnh là cái chai thôi. Nhìn đúng không ạ? Nào lúc này chúng ta sẽ ấn vào mặt nạ của chính cái chai bằng cái vùng chọn mà mình lấy từ cái kênh màu Cream. Mọi người hiểu cái này chưa? Alo? Ok ạ. Rồi tích nhá, thử nhá. Ấn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái chai rất là trong suốt. Các bạn có nhìn thấy cái chai nó trong suốt không? Nhìn này chưa? Bởi vì cái chỗ này nó màu đen mà, nó mất hình mà, nhìn thấy chưa? Bởi vì cái chai nước hoa nó phải nhìn xuyên qua như vậy nó mới đúng. Thì lúc này chúng ta sẽ có một tiêu chí như sau là dùng bút B. Cái bút này nó phải là màu trắng để nó hiện hình, để nó giống như cái chai nắp này. Các bạn nhìn này làm gì có chuyện xuyên này không? Thì tôi sẽ chọn là màu trắng. Và cái đầu bút thì tôi sẽ cho nó đầu bút nó nhỏ lại. Nhìn nhỏ lại chưa? Rồi bắt đầu tô nhá. Nào, tô này. Các bạn có thấy là cái đầu tiên chai của tôi đã hoàn thành chưa? Rồi giữ shift kéo đây từ đây đến đây. Là phần chai trên. Giữ shift kéo từ đây xuống đây. Các bạn có thể vẫn nhìn xuyên chưa? Giữ shift chọn đây. Kéo từ trên xuống và kéo này. Mọi người có nhìn cái chai nước hoa của tôi nó sẽ nhìn trong suốt nhà chưa? Ok? Hiểu cái này chưa đã? Vâng. Rồi. Sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ cái chai nước rồi thì bây giờ việc của chúng ta là sẽ đặt một cái biểu tượng. Thì tôi sẽ tạm thời tôi tắt bỏ cái này đi, tôi sẽ cho cái chai nước sang đây. Đó. Nhìn nào. Và chúng ta sẽ ghi là đẳng cấp hương thơm. Ok. T. Chúng ta sẽ tích thẳng vào đây, chúng ta ghi là đẳng cấp. Ok, chúng ta sẽ có một cái chữ đẳng cấp. Và theo thông điệp bình thường thì tôi sẽ phải làm một cái thao tác mà tôi chuột phải chọn vào nó. Chọn vào giữa. Tôi tích vào điểm thứ hai, tôi sẽ chọn vào hương thơm. Ok, và chúng ta chọn vào đây.
Rồi mọi người hiểu cái này chưa đã? Ừ. Rồi thì lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái phông chữ, ví dụ như bạn tích vào đây một cái, bạn sẽ ấn vào cái UTM và mọi người sẽ bắt đầu thay đổi phông. Chúng ta sẽ chọn cái phông nào cho nó phù hợp. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ chọn vào đây. Đó, mình sẽ có rất nhiều loại phông khác nhau nhưng mình sẽ thử xem là cái phông nào nó phù hợp. Ok, chúng ta tiếp tục. Rồi, chúng ta sẽ chọn vào đây. Đấy, nam thì phải thử cái phông nào nó phù hợp thì chúng ta mới đưa vào được. Đấy, ví dụ mình sẽ chọn một cái phông như này chẳng hạn. Ctrl T và mình sẽ kéo phông to ra một tí. Đấy nhá, các bạn nhìn này chưa? Ctrl T, phóng to ra. Rồi, đủ độ rồi. Tiếp theo, cái này mình sẽ làm sao? Mình sẽ copy cái phông chữ này là phông chữ gì để nó tạo sự đồng bộ. Mình sẽ tích vào đây một điểm. Ctrl C. Sau đó mình sẽ chọn vào cái chữ đẳng cấp đó thì mình sẽ paste cái phông chữ của chúng ta là Ctrl V nhảy, Enter. Thì bạn sẽ nhìn thấy cái phông chữ mình sẽ được nhảy. Ở đây thì mình sẽ phóng to một tí, thì có nhiều người có thể là dùng màu trắng, có thể dùng màu gì đó, nhưng mà có rất nhiều cách để các bạn có thể lựa chọn. Nên mình sẽ phóng to cái này và đặt đúng vào cái chữ P này, đúng đầu của chữ H. Mọi người nhìn cái này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Ok thầy ơi. Rồi, sau khi làm xong này mình sẽ chọn cái chữ hương thơm và T thì mình sẽ chọn một cái màu. Thì có thể là có những cái màu mình kéo xuống, ví dụ mình chọn tông vàng thì sẽ vàng nhảy. Mọi người nhìn thấy vàng chưa? Kéo từ da người xuống. Và thứ hai mình sẽ chọn vào cái đẳng cấp này, mình sẽ chuột phải chọn vào cái chữ đẳng cấp T. Ấn vào T là cái công cụ chữ, mình sẽ chọn vào đây và mình chỉ vào đây. Chắc chắn là cái chữ này mình sẽ cho nó sáng lên theo cái mà mình mong muốn. Đó thì bạn có nhìn thấy mình sẽ có tính năng là việc kéo màu không ạ? Nhìn này chưa? Alo? Vâng. Rồi, tiếp theo, còn nếu không cần thiết thì mình sẽ chọn cùng một màu luôn, ví dụ như chọn là cùng một màu như này, đẳng cấp, hương thơm, có thể là nó đơn giản thôi. Đó. Rồi, sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì các bạn nên nhấn nhá một tí bằng công cụ là Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn vào UE, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Các bạn sẽ chọn vào thư viện ảnh. Các bạn sẽ kéo xuống cho mình một cái là background. Đó, sau cái bài này thì mình sẽ vứt toàn bộ cái ảnh này vào sang Zalo thì mọi người bắt đầu lại thực hành nhá. Để cho nó mình nhớ lâu luôn. Texture. Và mình sẽ kéo xuống. Không biết mọi người đã dùng cái biểu tượng về cái nét sao này chưa? Đúng này chưa? Rồi ạ. Ok, open. Các bạn nhìn này chưa? Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A chọn hết, Ctrl C là copy và Ctrl V kép là tắt cái đối tượng đi. Lúc này sau khi xong bên này thì bạn sẽ ấn vào Ctrl V thì mình sẽ có cái biểu tượng là làm hòa trộn, là làm sáng ảnh thì màu tối sẽ bị triệt tiêu, thì mình có một cái nét này. Đấy, mọi người cứ thấy không ạ? Chúng ta sẽ đổ vào đây và Ctrl T thu nhỏ lại. Ok. Kéo bẹt xuống một tí. Cho nó tinh. Mọi người nhìn này chưa? Rồi nhá. Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng này thì tôi dạy cho bạn một chiêu thức là cách lấy làm cho cái ảnh viền nó sáng lên. Các bạn ghi đi cách làm ảnh viền sáng của bông hoa hồng sáng lên như sau. Bước 1, bạn sẽ chọn vào cái ảnh hoa hồng cho tôi. Bước 2, chúng ta sẽ nhân bản bằng Ctrl Z. Có thấy là có hai bông hoa hồng không? Nhìn này. Có hai bông hồng chưa? Và cái bông hồng này tôi muốn là những chỗ này nó phải phát sáng ra một tí thì người ta làm một cách nào? Thì trong cái hiệu ứng của cái filter, người ta có một lệnh rất hay là filter, chọn vào biểu tượng là filter gallery. Đó, nha. Cách làm viền phát sáng. Chọn là filter gallery. Sau khi mà chọn filter gallery thì lúc này chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng rất hay. Các bạn có nhìn thấy cái hiệu ứng này chưa? Style chỗ này chưa? Thì nó sẽ tạo ra cái viền này, các bạn nhìn cái viền này chưa? Đó, sau khi mà chúng ta đã có một cái viền này xong thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta ấn OK thì chúng ta sẽ có một cái làm màu đen. Các bạn nghĩ như màu đen chưa? Có nhìn này không ạ? Có.
Có. Vậy các bạn có đồng ý với tôi là đây là giá trị như hôm trước chúng ta đã học về Canadoc là phát sáng chưa? Còn nhớ cái bài mỹ phẩm tôi không ạ? Rồi ạ. Vậy thì bây giờ nếu tôi dùng hòa trộn này là hòa trộn Canadoc thì bạn có nhìn thấy cái viền nó sẽ ửng sáng lên nhẹ không ạ? Nhìn chưa? Cái cô gái là thật. Còn cái này giống như tranh vẽ này. Các bạn nhìn thấy giống như tranh vẽ nha. Thì trông nó sẽ ảo diệu hơn, cho nó thực tế hơn. Ok, tôi sẽ kéo này xuống tí cho các bạn xem. Đó, nhìn thấy chưa? Đó, xong chưa? Đó, có nghĩa là người ta làm một cái poster thì người ta phải tính toán rất là kỹ nữa. Đấy, và cũng có thể là cái màu hương tràm này, các bạn sẽ hương thơm này, các bạn sẽ chọn vào tê và thử những cái màu còn lại là xem nào. À, có thể là đẩy lên tông màu như thế này được không? Màu tím hồng. Đấy, tôi có thể để một cái tím hồng cho nó ngọt. Và thứ hai là cái màu hương thơm này tôi sổ xuống, tôi chọn vào đây tê. Tôi sẽ chọn từ tích vào đây. À, chúng ta sẽ kéo xuống. À, chúng ta sẽ kéo xuống và chúng ta sẽ chọn một cái màu, ví dụ màu xanh. Màu xanh này tôi sẽ kéo xuống tầm này để cho các bạn biết là tôi sẽ lấy một cái màu. Đấy, có thể là có những cái cách người ta sẽ lấy màu như này. Mọi người hiểu cái cách làm này của mình chưa nhỉ? Được rồi. Ok, có nghĩa là kéo màu. Đấy, mục tiêu của chúng ta là như vậy. Rồi, sau khi đã kéo màu xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ nữa là chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O và chọn cho nó một cái ổ e, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. À, chúng ta chọn vào thư viện ảnh và chúng ta chọn đến một cái gì nhỉ? À, không phải về thư viện ảnh mà chúng ta sẽ chọn đến Photoshop và chúng ta sẽ chọn đến cái giáo trình của nó. Các bạn để ý nhé, tôi sẽ chọn vào giáo trình, tôi chọn vào mặt nạ và tôi chọn vào cái kênh. Lúc này thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ chọn vào cái logo. Mọi người nhìn thấy cái logo chưa? Thì cách là lấy được một cái logo một cách nhanh nhất thì nó dễ dàng thôi. Đó là chúng ta sẽ chọn vào công cụ là Select. Chọn vào color rank. Những color rank này chưa? Là cách chọn vùng chọn theo cái khu vực màu. Thì trong này nó chỉ có hai màu thôi thì tôi chọn vào đây. Tôi chỉ vào đây là màu đen, các bạn có nhìn thấy tự nhiên cái này nó sẽ sáng trưng lên không ạ? Mọi người nhìn thấy này chưa? Ok. Mọi người nhìn thấy này chưa? Rồi, vậy thì sau khi tôi chọn xong tôi chỉ phải ấn vào cái chân Z thôi. Lúc này tôi đã có một cái logo. Các bạn nhìn logo tôi chưa? Và cái logo này tôi chỉ việc đẩy sang cái phần thiết kế của tôi là câu chuyện đã xong. Đây. Đó. Nhưng các bạn có thấy là khi cắt nhà thì cái viền của chúng nó sẽ không sạch không ạ? Có nhìn thấy này không ạ? Alo? Vâng. Thì rất là đơn giản là bạn chỉ cần khóa cái nền lại giúp thôi. Nhìn khóa nền chưa? Có nghĩa là khi khóa nền lại thì chúng ta đổ màu chỉ đổ màu vào đối tượng thôi. Chúng ta dùng lại là Ctrl đen. Ctrl đen là ở màu phía dưới. Đó, thì chúng ta có màu trắng rồi. Ctrl T và thu nhỏ lại. Các bạn có nhìn này của tôi không ạ? Sau khi tôi làm xong tôi sẽ đặt cái logo vị trí của channel ở đây và tôi sẽ ấn chọn vào giá trị là số 3. Các bạn sẽ nhìn lên. Nhìn thấy không? Các bạn nhìn này của tôi chưa? Và cũng có thể là có nhiều người ta muốn là chọn một cái tông màu phù hợp thì ok, các bạn có thể chọn màu phù hợp được bằng cách là bạn sẽ khóa này lại. Nhìn này, khóa này này. Chọn vào y ngắn là chỉ thẳng vào cái da màu cô gái này, nó đổ màu, đen đen. Các bạn có nhìn thấy chưa? Và tất nhiên cái hình này tôi sẽ cho nó nhỏ lại tí để cho nó không phải tranh chấp hình chính. Rồi, bây giờ việc còn lại là chúng ta sẽ ứng dụng cái đầu bút của chúng ta làm bằng cách nào. Thì vừa rồi để bút để chúng ta xóa vào gì rồi. Đây, thì các bạn ghi này cách làm bút chạy theo hướng dẫn. Các bạn ghi đi, cách làm bút chạy theo hướng dẫn như sau. Bước 1, chúng ta sẽ chọn vào pen và chúng ta tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Và chúng ta sẽ tích vào đây một điểm. Đó, có nghĩa là đây là một giá trị mà các bạn có thể tự làm để cho nó bắt mắt, nó yêu hơn để bằng cách nhảy. Đó, ok. Mọi người nhìn cái đường chuyển động này của mình chưa? Ok. Rồi nhá, rồi. Sau khi làm xong thì bây giờ mình sẽ phải lập ra một layer mới và bắt buộc là mình sẽ phải chọn một cái đầu bút là cho bút chạy theo đường dẫn. Thì việc đầu tiên bước 1 là phải có đường dẫn đã. Nhìn có đường dẫn chưa? Rồi, bước 2 chọn cái đầu bút. Đầu bút của chúng ta nó phải là bút sao. Tôi thích là bút sao, tôi sẽ chọn vào đây. Tôi kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống, kéo xuống. À, chúng ta sẽ lăn chuột tìm đến một cái ngôi sao mà trông nó sẽ rất là sắc nét chẳng hạn. Ok, các bạn sẽ kéo xuống và chúng ta đi tìm. Đây ạ.
chúng ta sẽ tìm cái đầu bút của chúng ta nó ở đâu. Đây, các bạn nhìn số 50 này chưa? Ok, tích vào đây một cái thì cái đầu bút của chúng ta nó nhỏ nhắn xinh xắn nhỉ. Và chúng ta sẽ làm sao? Kiểm tra lại là cái này có phải màu trắng không? Và tôi sẽ phóng to lên để tôi thử tích một cái. À, đây, một ngôi sao tôi đây. Được chưa? Rồi, nếu tôi sẽ làm bút chạy theo đường dẫn thì rất là đơn giản. Tôi chỉ cần làm một thao tác là pen. Nhạc bút to tầm này rồi nhá. Nhìn này, pen nó sẽ nhận đầu bút là to đúng bằng cái mà mình đang chọn. Pen này, ấn về pen. Chuột phải vào cái đường pen đó, chúng ta chọn vào Stochastic. Với cái Stochastic này thì bạn ấn vào biểu tượng này thì cái đầu trên to và đầu dưới nhỏ. Nhìn nhé, đầu trên nhỏ, đầu dưới nhỏ và giữa phình thì bạn tích vào đây một cái. Thì bạn có nhìn cái đầu bút của tôi nó chạy theo đường dẫn nhẹ không ạ? Có nhìn thấy bút chạy theo đường dẫn chưa? Mọi người nhìn rồi. Này chưa? Rồi. Nhưng mà vừa rồi tôi có dạy cho bạn một chiêu thức là làm cho cái đầu bút nó to nhỏ rồi nó lan tỏa được không ạ? Thì tại sao chúng ta không làm nhỉ? F5, điều chỉnh đầu bút. Thì đầu tiên các bạn có công nhận với tôi là cái sao này nó phải thưa ra thì nó giãn ra nhanh nó mới đẹp ạ. Nhìn này chưa? Phần thứ hai tôi ấn vào Shape Dynamic thì có phải chỉnh được cái sao to hay sao nhỏ không ạ? Nhìn chưa? Thì trong cái ngôi sao này cái bảng Shape Dynamic này nó có tính năng là xoay đối tượng. Các bạn nhìn này tôi cầm này tôi xoay nhanh thì các bạn có thấy là xoay các hướng khác nhau ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo là cái ngôi sao tôi muốn là nó không phải nằm trên cái đường dây này nữa mà nó có thể là nó lan tỏa chỗ nào đó được không? Ok, tôi sẽ cho nó lan tỏa một tí này, kéo này một tí. Mọi người có nhìn thấy nó lan tỏa đi một tí không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ chọn transfer là cái giá trị là xa gần thì mình sẽ cho một ít thôi. Có là một số cái sản phẩm thì sẽ nó xa ra một tí, được chưa? Hiểu cái này chưa đã? Alo? Vâng. Rồi, bây giờ việc còn lại của chúng ta là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ điều chỉnh đầu bút bằng công cụ pen. Chuột phải, chọn vào chốc phát. Mình ấn một phát đầu tiên thì các bạn có nhìn thấy ngôi sao mình sẽ được chạy nhảy không ạ? Mọi người nhìn này chưa? Chuột phải chọn vào chốc phát thứ hai thì mình sẽ được cái thứ hai. Nhưng mọi người có thấy là nó có bằng nhau không ạ? Chốc phát được cái thứ ba. Có nhìn này không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo thì cái đầu bút tôi lại chưa thấy ưng ý lắm. Tại vì cái hạt tôi muốn có phải sao to, sao nhỏ, sao gần. Ok, thì lúc này tôi sẽ ấn vào bút B. Lại ấn vào bút B. Lại ấn vào F5, điều chỉnh lại cái đầu bút. Ví dụ trong phần transfer này tôi không thích nữa, tôi sẽ để nguyên bản là sắc nét. Xong chưa? Phần thứ hai nữa là cái đầu bút của tôi là bay lên trên bay lên dưới ít thôi. Đây, bay lên trên bay lên dưới ít thôi. Và tiếp theo nữa là Shape Dynamic thì tôi cho cái đầu bút nó nhỏ lại tẹo nữa. Ví dụ 50 thì tôi sẽ cho nó nhỏ lại. Để cho nó nhỏ thôi. Đấy, khoảng 29 thôi. Thì bắt đầu tôi lại điều chỉnh pen. Chuột phải chọn vào Stochastic. Ấn Enter. Mọi người nhìn là chuột phải chọn vào Stochastic tiếp theo một lần nữa. Mọi người có thấy là cái đường dây nhỏ nhỏ nó sẽ chạy nhanh không ạ? Có. Rồi chuột phải chọn vào Stochastic lần thứ ba. Có nghĩa là mình làm nhiều lần thì nó càng càng nhiều hình lên để mình định hình là cái đường sao nó chạy như này. Mọi người hiểu cái này chưa? Rồi ạ. Rồi, tiếp theo, chúng ta lại ấn vào B, lại chỉnh tiếp thêm một lần nữa, lại F5. Cái đầu bút của tôi nó phải to lên. Ok, to lên, rộng lên tí nữa. Được chưa? Và lúc này chúng ta phải cho nó lan tỏa ra, nó không thể đứng nhảy nữa. Ok, thì lúc này tôi sẽ ấn vào, chọn vào bút pen, chuột phải chọn vào chốc bát. Thêm độ nữa. Các bạn có nhìn thấy những ngôi sao này của tôi nấp bánh chỗ này không? Chuột phải chọn chốc bát tiếp theo một lần nữa. Ok, hiểu vấn đề cái này chưa nhỉ? Alo? Rồi. Có nghĩa là mình phải điều chỉnh cái đầu bút đấy, nó vừa thu nhỏ lại, phóng to lại. Đây là áp dụng cái đầu bút của chúng ta là bút chạy theo đường dẫn. Và sau khi làm xong thì mọi người sẽ ấn vào Control Enter. Các bạn ghi đi, ấn vào Control Enter là biến cái đường pen này trở thành đối tượng thường. Và mất vùng chọn, biến đường pen trở thành vùng chọn. Các bạn ghi đi. Control Enter là biến đường pen trở thành vùng chọn. Thế thì học được. Đúng rồi, học rồi nhưng mà phải nói là ai cho nhớ mà. Em hiểu không? Yeah. Rồi, nhấn Control Enter. Sau khi Control Enter xong thì chúng ta sẽ ấn vào Control D thì các bạn sẽ thấy là cái hình này của tôi đã có được. Các bạn nhìn thấy cái này chưa? Đây là một hình đối tượng màu trắng. Rồi nhá. Các bạn để ý này. Các bạn có đồng ý với tôi là hôm trước tôi đã dạy về cái giá trị hòa trộn Canada không ạ? Thì đầu tiên cái hình ở phía trên là màu trắng đúng không ạ? Cái hình dưới nó phải là màu gì? Alo? Màu đen ạ. Ừ rồi, cảm ơn em. Rất tốt. Lắp ra một đây mới và tôi sẽ đổ một cái màu đen.
May quá nhớ quá. Chúng ta sẽ dùng lệnh là and then. Các bạn có nhìn thấy đen chưa? Và màu đen này phải nằm trên hay dưới? Đấy. Ok, control. Control ngoặc vuông bên tay trái. Xuống dưới chưa? Có nhìn thấy cái này không ạ? Đó. Rồi, tôi ép cả hai cái này thành một. Ép hai thành một bằng control gì? E. Rồi, cảm ơn em. Control E. Và lúc này chúng ta được quyền dùng hòa trộn Canadoc được không ạ? Được ạ. Thì các bạn có thấy là khi tôi dùng Canadoc thì cái biểu tượng của cái hạt tôi lại rất là khó sử dụng trên nền một cái background mà đậm đậm như này không ạ? Nhìn lên chưa? Chỉ chúng ta sẽ tăng cái giá trị lên bằng công cụ đó là bút B là Ctrl Z thêm một độ nữa. Các bạn có nhìn thấy hạt không? Ctrl Z lần thứ 2, Ctrl Z lần thứ 3, và Ctrl Z lần thứ 4 và Ctrl Z lần thứ 5. Mọi người có nhìn thấy cái hạt nó bay chưa? Rồi. Rồi, vậy với cái hạt này thì có những cái chỗ mà nó chưa được sáng lắm thì mọi người có thể chọn vào vị trí từng cái một này, chọn này, B này. B này. À, mọi người có thể vẽ thêm. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây chúng ta vẽ thêm. Và chúng ta sẽ chọn vào đây chúng ta vẽ thêm. Vẽ làm sao cho nó rõ này. Và vẽ thêm. À, bạn yên tâm là quên mất, tôi sẽ chọn vẽ thêm bằng cách tôi sẽ đổ màu trắng như quên mất. Chọn màu trắng là vẽ thêm này. Vẽ thêm nha, các bạn nhìn này, vẽ thêm. Nhìn thấy hạt này chưa? Có nghĩa là tôi muốn nhấn nhá vào những hạt chỗ này. Rồi, tiếp theo chọn vào đây tôi nhấn nhá vào tiếp này. Tiếp theo chọn vào đây, có nghĩa là nó sẽ áp dụng trên từng layer một. Mọi người có nhìn thấy rõ cái này chưa? Rồi, ok, chọn vào đây để cho nó tạo những cái hạt lấp lánh bắt mắt. Đó, ok, chọn vào đây. Rồi, tiếp theo, chỗ này còn đang thiếu ngỏ, chỗ vẽ vào đây. Để cho nó nhiều hơn, ok, chọn vào đây nhiều hơn. Được chưa? Chọn vào đây nhiều hơn. Rồi, chọn vào đây nhiều hơn. Ở đây có những trường hợp này chúng ta phải cho cái đầu bút nó nhỏ lại. Ví dụ như chuột phải chọn vào đây không phải 83 nữa mà chỉ là khoảng 30 thôi. Để làm gì? Điều chỉnh. Đó, rồi chọn điều chỉnh để làm sao nó ra được đúng cái hình mà mình mong muốn. Đó, mọi người nhìn thấy chỗ này chưa? Chỗ này được rồi. Khá bắt mắt rồi. Đó, mọi người nhìn thấy cái hạt này chưa? Rồi. Và sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ đối tượng thì tôi sẽ group nó lại thành một. Tại sao phải group? Ctrl G. Ctrl G. Và là những chỗ này nó có những chỗ em phải làm mất đi mà chỗ này là tôi phải làm mờ đi hoặc cái như nào đó thì bằng cách nào thì các bạn có thấy là cả cái group này của chúng ta là toàn bộ cái hòa trộn này không ạ? Hiểu cái này chưa? Thì tôi có thể làm mặt nạ riêng cho cái group được không ạ? Mọi người nhìn này chưa? Dạ. Rồi, và chúng ta dùng với công cụ bút B là màu đen. Chúng ta sẽ chọn một cái bút B màu đen. Đẩy lên toàn bộ. Chúng ta sẽ chọn một cái bút B màu đen. Đây ạ. Thì mọi người nhìn này, ví dụ cái này là tôi sẽ chọn màu đen thì tôi sẽ chọn nhảy. Và cái opacity thì tôi sẽ cho vừa vừa thôi, có nghĩa tôi chỉ cho mờ thôi. Các bạn nhìn này, cho đầu bút nó to nào một tí nữa. Nhìn và tô này. Các bạn có thấy là cái này sẽ trầm đi không ạ? Có nhìn thấy mờ đi chưa? Nhìn chỗ này chưa? Rồi. Để mục đích để gì? Chúng ta nhấn nhé được vào cái chai này nó không bị quá độ là được rồi. Nó chỉ lấp lánh những cái chỗ tôi cần thiết này. Ok. Mọi người hiểu cái này chưa? Vậy thì với cách như này thì chúng ta đã làm ra một cái phiên bản liên quan đến cái nước hoa. Các bạn có thể chọn nó đây là một cái thương hiệu nước hoa mà các bạn mong muốn. Cũng có thể là chúng ta có thể là chọn cái chữ này ngược lại nữa, là chúng ta chọn vào chữ đẳng cấp, chúng ta chọn vào chữ hương thơm, chúng ta chọn vào T. Có nhiều người bạn là thấy vậy em chọn màu trắng có được không thì thử xem. Các bạn nhìn thấy màu trắng chưa? Và cũng có thể là chúng ta có thể chọn là toàn bộ cái này là màu xanh được không ạ? Đây, nhìn này. Đó, trông rất là dịu hiền. Và phần thứ hai là sau khi làm xong thì tôi thấy kể cả cái miếng sáng nó hơi bị mạnh quá thì chúng ta có thể ấn vào Ctrl T và chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng cái phát sáng đó, nó số 4. Mọi người nhìn này chưa? Ctrl T và chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Đấy, cho nó dịu dàng thôi. Đừng bị tranh chấp lớn quá nó sẽ hỏng hết những thứ thiết kế của chúng ta. Đó. Mọi người nhìn này chưa? Và lúc này tôi sẽ đẩy toàn bộ cái thiết kế này nó xuống dưới một tẹo nữa. Đẩy xuống dưới một tẹo nữa nha. Chữ hương thơm. Chữ đẳng cấp. Ctrl T và phóng to ra một tí và thu nhỏ xuống một tí nữa để cho nó xa cái phần khu vực của chúng ta đi. Đó. Mọi người nhìn này chưa? Và đây là một trong những cái cách mà tôi đã xây dựng cho các bạn xem về cái thiết kế
một cái thương hiệu về sản phẩm về nước hoa. Ok, được ứng dụng với công cụ Brush của chúng ta. Mọi người hiểu cái này chưa? Alo? Rồi. Và việc còn lại bây giờ là chúng ta sẽ thực hành cái này. Mình sẽ gửi cho bạn về cái toàn bộ cái tư liệu này và các bạn làm trên Zalo. Đồng ý không ạ? Vâng. Alo?